bia chính thức của các anh trai. Chùa, trời phải tới. Gamuda Land, nhà kiến tạo đô thị xanh đến từ Malaysia. Riêng là anh mê tôi thật. Mẹ vô nhìn mặt đó. Anh mê tôi lắm. Mê lắm rồi. Vô tụi em, vô, chị em vô, em vô. Đi cái vali em mà hơi to. Đúng rồi. Em đi 3 ngày hả? Em đi biển cơ. Tay gì hả? Đây hồi nãy anh cũng nói hết mình đó. Ủa thiệt hả? Ừ. Hay quá. Thầy chi là mời vẫn đúng là người yêu nhau rồi. Bé hả? Đúng rồi. Sau khi lên chức đội trưởng mình có vẻ mệt mỏi vậy. Mệt thiệt nha. Mệt thiệt không? Có thấy thấy thương hình Isaac không? Thương chứ. Để coi chưa làm việc nhưng mà gọi là trọng vía là mình có nhờ mình cái đi cái chưa cái đi chưa đội. Mấy em ơi tập trung 1,000 mấy đoàn nè bích che xong chưa mấy đâu ạ mày mày xong chưa mày mọi người ơi rồi ok tăng đội trưởng bắc ba ba bắc ba ra oh my god xin mời các em đi xin chào các em đây là cái thang máy của nhà chung của chúng ta. Ở trên đây có rất là nhiều tầng. Bên này anh ơi, lộn đường rồi. Anh xin lỗi tôi đi lộn đường rồi, xin mời đoàn mình vô đây ạ. À. À. Hello. Ủa gì vậy? Các em gặp người nước ngoài, các em phải chào bằng tiếng nước ngoài nha. Để thể hiện cái phong cách của mình. Đừng cười vô kia như vậy tụi em à. Mình ở lầu mấy vậy quản gia? Mình có thể ở lầu 18. Đúng rồi. Đi phần sang dưới đi. Dở coi chúng ta ở lầu 34. Ba lầu. Trời ơi. Trời ơi. Quản gia mắt tập trung quá. Tụi em từ à, có một chị à, mời chị lên trước nha. Oh sorry. Dạ à, chị à, dạ. Chị lên trước đi chị. It's okay. Trong đoàn mình có ai biết tiếng Anh thì mốt tự chủ động mà nói chuyện. Ủa tôi không biết tiếng Anh tôi ú ào quá. Anh giải như tiếng Anh. Sao mà biết được? Đây đây. Đội trưởng nói bản ra từ phải biết tiếng Anh luôn. Vào đi. Mặc đồ trắng mà cặp bông mà vô cái chỗ không sợ ha. Vô tụi em, vô, chen vô, vô. Đi cái vali em hơi to. Đúng rồi. Em đi 3 ngày hả? Em tưởng đi biển cơ. Thầy có đi mà. Chen vô, chen. Em cứ đi biển cơ. Không có đủ chỗ không? Đủ, chen vô. Bấm lại đi cưng, bấm lại. 34. Phải không? Rồi. Ờ không có thẻ sao bấm ạ? Ủa có thẻ không? Dạ không ạ. À. Như những con điên. À cái thẻ lúc nãy đâu? Anh thẻ đâu? Cái thẻ này thẻ nhà thôi. Không, cái thẻ của em á. Thẻ của anh ơi. Đây. Sao không đưa đâu? Mở đi anh xuống dưới vậy. Mở đi. Không ai hỏi em không biết. Cất đi dùng máy mà sống đời mà dạy mày hoài. Vậy đó. Thở ghê á. Thở á. Đầu hồng á, lần sau tẩy tóc nó ít thôi. Im lặng. Bingo. Xin mời các em bước ra. Rồi. U là trời. Từ anh em ơi. Bình tĩnh. Anh xếp hàng đi tiếp này. Các em xong chưa? Đã xong. Tinh thần phải thoải mái, vui vẻ lên tụi em ơi. Tất cả các em tập trung. Blau đi. Blau đi. Đi đâu? Đi trời. Thảm trong đây rất là khó nha. Chúng ta tới hiệp cùng rồi hen. Bảo em chưa anh tôi có nhiều người tim anh đẹp lắm nha. Em chia em đi thì em 7 hả? Khúc cuối là chia em đi 7 với khoảng người. Em 7 hả? Em còn nhiêu? Em nãy được 4 người. 3 anh em đây. 4.
Nhưng mà mình chia hai nữa, bên đây 5 rồi, còn 2 người. Anh định chọn ai bà Quý Dượng? Hả? Anh định chọn ai bà Quý Dượng? Luôn chọn em Lê chứ. Chứ nó có đang làm Lê anh sao? Đúng rồi, người quá trời rồi. Người đông ta gánh hết rồi. Người có thiếu, có thiếu, người tìm mình nhặt chứ. Dynamic là vô đây là hợp team chiều cao. Team bao nhiêu người? Team 18 người. Vừa nãy là Dương từ chối hả? Dương muốn theo em lắm. Thật không? Lúc nãy lúc nó cầm anh mắc nó nhìn em. Sao? Ê, nói em. Bây giờ thấy em bắt đầu nói chuyện lủng củng rồi. Lúc nãy em nói là anh Tú Atus cũng ánh mắt nhìn em. Ai cũng nhìn em hết vậy. Lần này là cái hai người mà em biết hai người đó. Anh đang tính tới hai người đó thôi. Anh có lỗi với Atus quá nè. Anh biết anh Tú là anh Tú nhận anh luôn á. Không có khủng quá. Điên quá. Hợp tác đẹp lắm luôn á. Nhưng mà với Dương Domic là thế nào hả anh? Dương Domic là Niên Kiếp chọn à, xong Niên Kiếp chọn. Ủa lộn, Dương Domic chọn chứ. Wow. Điên là anh mê tôi thật. Vô nhìn mặt đó. Anh mê tôi lắm. Mê lắm rồi. Thôi anh mê tao cũng về đổ ngoài rồi. Thôi 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 thôi. Nếu cần nó thì anh là người yêu đúng không? Anh cũng biết tao rất anh rất mình thôi, nhưng mà giờ anh thấy nhiều lắm. Như vậy, còn bên kia đã có một clip rồi, chủ yếu là bây giờ. Nhưng em nghĩ phải chia phong clip ra hai bên. Nhưng mà chưa một phút, clip phải chia ra hai bên. Nhưng mới đầu là em tính về Hiếu. Đúng rồi, Hiếu nói để em nhờ Hiếu dạy em rap. Còn nhiều vòng lắm em, yên tâm. Không biết cái này có tắc em không? Cứ mình có tắc em không? Là có cấp tầm rap. Cấp tầm rap. Thực ra là Hùng như kiểu được khám phá một cái bản thân mới trong những công việc của mình. Trước giờ là Hùng chỉ có là ở trong phòng thu và có làm nhạc thôi, nhưng mà kiểu bây giờ mình lên sân khấu mà mình được làm việc nhóm các thứ nó lạ. Được mình bị làm việc nhóm có được là có nghĩa là mình thích á. Thích không? Thích thiệt không? Tim đập rất nhanh nha. Trời ơi, nói ngồi đây thật sự là như vậy. Thật sự là khi mà được làm việc với lại một người idol của mình từ nhỏ. Ui thôi đừng nói cái này, cái này là nó cần. Đúng rồi, thì em thật sự là em cảm thấy rất là vui và nói chung là được lên sân khấu và được làm việc nhóm. Nó xúc động lắm. Sau chương trình này mình là bây giờ không muốn xa nhau đúng không? Sau chương trình này mình là tiếp nhẹ nha. Dạ. Dạ. Khó khăn đó đến từ Isaac. Hay đó bao nhiêu? Ai đó rất là khó khăn với tất cả mọi người. Bởi vì hồi xưa mình cũng đã từng làm việc nhóm rồi, cho nên mình cũng bị quen cái thói là khi mình làm việc thì mình sẽ kiểu hơi bị OCD một tí, nhảy phải đều cái gì, cho nên là anh em đã rất là chịu khó. Nhưng mà mình đã gặp rồi, thấy là sẽ khó sẽ nói thêm nữa. Cảm ơn anh em vì đã chịu đựng anh. Dạ, hy vọng là cái sự chịu đựng của mọi người nó sẽ ra một kết quả là xứng đáng. Dạ. Cống hiến, quyết cống hiến cho khán giả nha. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ cho Xin Ông Khang nha. Yeah. Em. Hay sao? Cho em show lớp cái. Hay là khoảnh khắc em chưa bao giờ nói với anh Xin muốn kiệt. Không có gì mà không có đơn giản đâu. Em trước khi em gặp anh ở phòng kia em rất là thích anh. Tại vì anh em coi gia đình là số 1, em rất là thích anh rất là dễ thương. Em phải nghe đến sau. Anh là một chủ đề mà em với những thằng bạn thân của em thì nào cũng nói gì hết. Đức rất đẹp trai, Đức Mẫn rất là dễ thương, đó rất là diễn rất là dễ thương. Nhưng khi được làm việc với anh nói chuyện nói trên chuyện nó chưa là chơi khỏe luôn vậy phải không? Thật không, mình cũng thành thật thôi, giờ có gì đâu giấu, nhiều khi mai đâu có gặp nhau nữa đúng không? Nghe buồn giờ ý là ý nó nói thì giải thích lại là lỡ như là sẽ có một người bị lại nha, chứ không có gì bớt lại cái miếng mình giải thích nó hơi bị không hơi bị không có lý là anh giải thích xong nghe nó mới kỳ á. Vậy không lấy kỳ từ đầu đúng không? Không em không thấy gì, tại vì mỗi lần em biết là thích lắm, em hay mượn khổng vật á. Vậy thôi, em công nhận không? Đó thì đó, nhưng mà tụi em với là anh Jin rất là cố gắng để mà gọi là hoàn thiện, chỉ mới trong sáng nay thôi. Chứ hồi tối hôm qua tụi em về ôm nhau khóc sức mướt. Tại vì tụi mình ấy quá.
làm cho mọi người, làm cho mọi người cũng khá là mệt mỏi thôi. Là người không vui đúng không? Ăn quả quá, nhà sách rất quả. Ê, không hề, hôm nay sách rất quả. Trời, bể cái ly luôn. Ê, không được ạ, có ném đá dối tay nha. Thì đó. Thì vậy đó. Tôi không có cái buồn, buồn khuya hợp với nhau á. Buồn đúng không? Em buồn, em đi dùng. Cái này phải nói cái này là anh ấy rất không biết là 1 giờ khuya hôm qua là tụi em đã tự chấn an bản thân nhau, gọi điện một group riêng không anh? Đúng rồi, tụi em phải cố gắng chấn chỉnh bản thân vô. Tại vì em biết nó là gì, đúng rồi, nó muốn lấy vị trí trưởng nhóm qua. Đội trưởng mình có vẻ mệt mỏi vậy, mệt thiệt nha. Em thấy trong thời điểm hiện tại không thích hợp để anh lên tiếng, nên là em muốn thay phiên anh để mà mình lead cái nhóm này đi xa hơn nữa. Anh có thấy buổi sáng nay là bọn thôi. Em quyết tâm hơn không? Đúng rồi, đó là nhờ công của em đúng không? Giờ này biết đúng không? Ok, hết miếng hết chuyện. Rồi mình đang còn dưới một người nữa. Nanon, đó chính là My Boy Nanon. Cả team cảm thấy rất là biết ơn khi mà Nanon đã đồng ý xuất hiện trên GC2 và cuối cùng là chọn được chiến đội của Don't Care. Và Nanon nó đã tới từ rất là sớm hôm qua rồi để cùng ghép bài. Và nhớ phải suy nghĩ làm sao mà trong một thời gian ngắn như vậy mà cái sự biểu diễn nó thật sự nhiều với Nanon để tạo ra một cái tiết mục mà giống như là 6 nhóm thành một nhóm nhạc 6 thành viên đó, chứ không phải là Don't Care và khách mời đó. Yes sir, sẽ là một cái sự kết hợp đặc biệt của nhóm nhạc từ Việt Nam và năm sau Thái Lan. Hy vọng bài hát này sẽ lan tỏa ra thị trường quốc tế nha, để chúng tôi được đi nước tế diễn. Make it hay à. Không biết tôi nghĩ là nhóm mình đầu tiên cũng quen thuộc đã đi lên đây. Đúng rồi, bây giờ có thêm Nanon nó càng super international. Wow, đúng không? Nhìn cái nhóm này thấy quốc tế rồi. Quốc tế ha. Đúng vậy. Vậy là có nghĩa là mốt là anh Quang Hùng sẽ dắt tụi mình đi đi diễn vào vé máy bay bao hết luôn. Không, cái này thì được. Không, cái này anh nghĩ anh làm được. Wow. Ok nha. Hôm qua có nói chuyện với Nick rồi. Như thế này anh lo được. Vé đi Thái là nhiều đâu. Còn chúng ta là khen lên, giờ nay chúng ta là khen lên. Chúng là sao đang lên mà có điều kiện tài chính gì đó. Không sao, nói chung là cách xe anh em cũng để em lấy. Còn là một cái trời, cái miếng này dễ thương. Ok lắm, cũng tính toán lắm. Ok nha, ok nha. Nếu mình không ai đơn giản hết, ai cũng không phải đơn cơ hết. Ok, hết miếng, cảm ơn mọi người. Ok, cho nên mọi người hãy đón xem Đông Khe nha. Sao nói vậy đó? Thì đó, tính nói y chang vậy. Rồi, thấy hay vậy quá. Rồi, khẩu hiệu gì nói đi. Một chốt, một chốt. 1, 2, 3. Liên quân. Ủa, liên quân gì? Đông Khe mà. Đông Khe gì? Team Đông Khe. Team vẫn cần mọi người kia. Cứ nói gì nằm hay đứng ngay nằm đi. 2, 3. Team Đông Khe. Vẫn cần. Một người nói, một người nói. Ai nói vậy, nói câu đó. Đây, trưởng nhóm mới. Bây giờ là trưởng nhóm rồi. Ok, 2, 3. Trưởng nhóm mới thay mặt mọi người. Team Don't Care. Vẫn cần mọi người care. Yeah. Cái câu giải thích đó. Trời mới. Người ta sẽ chữ đẹp đây là chữ xấu rồi đó. Nghĩ đây đi. Nghĩ là vừa á. Nghĩ đây đi. Cũng không xấu nhưng mà cũng xấu. Làm sao? Cái gì vậy? Mình ký với giấy tờ, mình kêu là ký tên thiệt nha. Nó có bự không em? Bự hả? Thôi, em thấy gì chưa bự quá em. Ừ, gu người ta với chữ bự. Xin nhiệt. Gì thiệt luôn hả? Thì giả đi em. Cho anh một cái ghế. Em nói bự chi rồi. Vậy nhìn ra hồi đi đá banh nữa nè. Vậy nhìn ở nhà không có. Thói quen khi rảnh hả? Ủa không có bị gánh nhà luôn. Không? Nhỏ lớn không có. Dạ, có bị gánh nhà mà không ghi được. Biết ngơ bị gánh nhà không? Bên lượt. Cho nó sạch đi. Thói quen khi rảnh hả? Rảnh quá thì mình đi đá banh. Slogan riêng tại anh cho xe 2.
nhiều thương hiệu mỗi cái sau chiếu chín của em vậy. Chín của em đúng không? Tập 6 chưa thấy bỏ. Căng móng tay. Thiệt luôn, xin lỗi. Xin lỗi chương trình. Nhắn nhủ tới bản thân sau chương trình. Trong chương trình. Hãy sống vui lên đi bạn ơi. Thích mình. Cái móng tay gì hả? Đây hồi nãy anh cũng hết mình đó. Ủa thiệt hả? Ừ. Hay quá. Thiệt chi. Ai mời bọn đúng là người yêu nhau rồi. Bé hả? Đúng rồi. Chị tên anh. Rồi. Chị khoan khoan trước khi nào em. Em đọc cái câu này em chỉ thấy được không? Nói mình thắng là trước hết đã thắng bản thân có mình đầu tiên rồi. Sao lâu gần gì mà dài vậy? Lâu gần hơi bị dài lắm em. Rồi, giám đốc xin được phép đi nhé. Xin gì? Anh Trên xin phép. Giám đốc. Sao còn chưa thể bỏ cũng có luôn. Không có thức khuya. Ồ, tập ngủ sớm lắm bà. Ủa sao tôi xấu có hiểu em nghĩ giùm vậy? Em nghĩ giùm chứ. Không có. Có. Rõ. Đói, đói xấu nữa. Đói xấu là gì? Đói quá bạo. Có không bà? Ai biết? Có. Thôi bỏ đi, không có rồi. Làm riêng chịu luôn. Cái đoạn nó không có thật sự. Ký tên đi, không có rồi, ký tên đi. Ký tên. Rồi, slogan riêng với tiếng Anh đi. Good music only. Good music for good things. Đang gọi là phỏng vấn nhưng mà máy đang còn hỏng. Nhưng mà nghe nhá. Mình tiếng vô hồi trước có nghe được không? Được. Nó nhỏ đó, có nghe. Được, nó nhỏ. Hồi xưa em thích anh Ghiền lắm đúng không? Dạ. Hồi xưa em biết thích anh Ghiền lắm đúng không? Anh Ghiền thích em thích. Mà bây giờ thì sao đúng không? Làm việc chung. Hay đến muộn thì cũng còn... Em là cũng 18:10 đó, gì đó. 18:10 nhưng mà dùng gì em cũng sớm hơn anh. Chắc chưa. 5 phút hay 2 phút gì cũng là thời gian. Nói chung là cũng thương ảnh, dễ thương, ảnh cũng vui tính, ảnh hay làm cũng dễ thương. Tâm lý nữ, anh em đọc theo. Ảnh sao ảnh giải hư tụi mình nhiều quá mà vô mà lên sân khấu mà mình còn bị nhiễm. Thật sự nói chung là thương anh, biết ơn anh. Nhưng mà đi với cái đó, cái kiểu lắc không hồi nãy đó. Đúng, dạ lắc không vậy chị? Hồi nãy này nè. Đó. Trời không, nó không, trời. Nó không cần lắc là mọi người đã chú ý rồi. Rồi. Đúng rồi nè, nhìn kỹ đi. Đúng không là nó đã ăn vậy rồi, đừng có nói tới cái chuyện lắc. Hay là cái cơ đi. Hồi xưa em cũng tập tạ dữ lắm. Mới tập tạ hả? Tập tạ hả? Tập tạ mà để nó xấu ra là quá không vậy? Đùa lắm á. Cơ bắp này đâu phải là tự nhiên mà có. Ngon lên coi. Anh em phải học hỏi theo Willie nha, nói gì nói chứ cái bà đó bà cũng nhiều chuyện nhưng mà bà tập tạ cũng ok lắm á. Ok á, sò mũi á. Cái đích bà vậy nè. Cái đích bà gọi là sao biết chắc. Sao biết vậy? Rồi. Em sao hả? Rồi. Khi nào? Rồi. Bây giờ anh nhìn lộn thoại kìa. Phỏng vấn mà lộn thoại hoài trời ơi. Chị ơi, tụi em còn đứng đây mà lâu quá. Trời bắt đợi lâu quá nữa. Vô đi Đức Mẫn. Và quý vị khán giả ơi, quý vị hãy nhớ là khi sau khi xem đó sẽ là chắc chắn rồi. Buổi sáng là chắc chắn rồi. Vừa diễn xuống rồi. Buổi diễn xuống thì là Đức Mẫn rồi. Không có. Nhân vật ở trong phim gia đình là số 1. Phim nó hit hot hit Việt Nam đỉnh. Anh thấy như thế nào về quen cùng mắt tôi đi? Dễ thương hơn em. Nhưng mà anh nói tôi là tất cả. Xin lỗi, thật ra là đứa nào cũng dễ thương hết. Mọi đứa có một cái chuyện ê, một có một cái đáng yêu dễ thương riêng. Đúng chưa? Nè nói thiệt luôn nha, phải là anh khéo miệng.
Không, anh đang nói thiệt. Sao ba giải thích vậy? Em tin anh mà, em tin anh. Chứ thấy mặt em không tin lắm. Em tin anh. Đó thì đó. Sao nữa? Hết chuyện. Hết chuyện rồi. Nói chung là... Sao, sao, nói chung sao? Đợi anh nói xấu mà anh không nói. À, tính nói xấu gì Hùng? Nói cô bé đó tuy là đi tập ít nhưng mà cô ấy làm tốt quá. Nhót. Chẳng bù như chị em mình đi. Đúng tập vậy. Cũng đều, mặc dù hơi trễ nhưng mà lúc nào cũng cà thọ cà tè, cà thọ cà tè. Không bao giờ bằng được người ta. Thực ra là nếu mà một vòng hai anh nghĩ nha, có một ca khúc nào đó anh nghĩ là muốn biến tấu thành kiểu mà cái vai nó là nhảy hề. Nhảy hề. Ừ. Có đất mình hợp. Đúng rồi, đúng phải vậy. Phải có cái đất diễn cho tụi mình, không phải chứ không lẽ lúc nào cũng phải đàng hoàng, cũng phải mà góc cạnh như Isaac chỉ này kia nọ. Cái anh đó, anh gia trưởng của anh cứ cái đúng gì vậy. Cũng phải đúng ý ảnh nó cho chúng tôi có được đất diễn đi. Ý. Ý. Mới nhắc ảnh kìa. Chào mẹ. Là cái đồ hai mặt. Thì hai mặt em nói chung là mình bớt lý do lý trấu lại. Hiểu không? Thôi. Đúng vậy. Ừ. Nói gì nói chứ có đội trưởng. Cái miếng là hết miếng rồi, đi đi. Kỳ quá, tiền nước qua thôi mà bắt tao làm gì. Cái miếng tao. Mà nói chứ để cho Hùng phỏng vấn mình ồn. Dạ đúng rồi, mình ồn quá. Chép. Anh trai Say Hi 20 giờ thứ bảy trên kênh HTV2 V Channel, xem sớm nhất trên siêu ứng dụng giải trí Vion.